Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Thế Xuân Tân Minh nhé. Trọng tài đang chuẩn bị để hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Nabil Fekir. Declan Rice. Andrei Shevchenko. Một tình huống và bóng thành công. Đây, bóng sút đã mở ra một bàn thắng tuyệt vời dành cho Ian Rush. Một pha lập công thể hiện sự tinh tế. Anh ấy quả thực là một chân sút đẳng cấp. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Hiện tại tỷ số đang là 1-0. Gullit. Luke Shaw. Vâng, đó là một pha đánh chặn ngay. Nuno Mendes. Ian Rush. Gullit. Anh ấy đã đuổi theo để giành lại quả bóng vừa rồi trong chân đối thủ. Rafael Leao. Quả bóng tốt của Paolo Maldini. Ian Rush. Pavel Nedved chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Đó chính xác là một cú sút. Tưởng chừng như đó sẽ là một bàn thắng. Một pha phản công sắc bén. Erling Haaland. Một tình huống tấn công nhanh. Cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Ian Rush. Đó là tình huống việt vị. Anh ấy đã di chuyển quá sớm. Ian Rush. Một pha ngăn chặn hay. Nabil Fekir. Pha trả bóng cho đồng đội. Nabil Fekir đã nổ súng. Pha ghi bàn đẳng cấp. Đó là một chân sút đẳng cấp. Một cơ hội không thể tuyệt vời hơn. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-0. Theo Hernandez. Gullit. Họ đã giữ bóng và chuyền bóng nhịp nhàng. Đối thủ không thể đoạt lại bóng. Federico Chiesa. Ian Rush. Andrei Shevchenko. Anh ấy đang chuyền về cho đồng đội. Theo Hernandez. David Beckham. Gullit. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Tình huống phân bóng lên cho thủ môn. Luke Shaw. Gullit. Một pha vất bóng trong vòng cấm. Pha tạt đưa bóng vào trong. Vâng, chắc chắn đó là một quả penalty. Đó là cơ hội để đội bóng vươn lên dẫn trước với pha đá phạt đền này.
Pha đá 11m đánh bại thủ môn và bàn thắng đã được ghi. Một tình huống dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền và bàn thắng đã được ghi. Đó là pha đánh lừa thủ môn ở chấm phạt đền. Trận đấu đang có tỷ số 2-1. Declan Rice, Rafael Leao, một đường truyền lơ lửng thành công. Đó là pha phản công. Thủ môn đã ôm gọn trái bóng trong tay. 45 phút đầu tiên của trận. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho hiệp thi đấu thứ hai. David Beckham. Luke Shaw. Declan Rice. David Beckham. Họ đã luyện tập rất nhiều một tình huống dứt điểm. Họ đang chuẩn bị thực hiện pha đá phạt góc, cơ hội để gia tăng cách biệt. Một pha đánh đầu chuyền bóng. Andre Shevchenko. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm. Erling Haaland. Rafael Leao. Một tình huống phản công nhanh. Một cú sút. Một bàn thắng tuyệt vời dành cho Shevchenko. Vâng, thủ môn ấy đang cố gắng nhưng phong độ ngày hôm nay của anh ấy là rất thất vọng. Bàn thua vừa rồi là điều khó tránh khỏi. Trận đấu đang có tỷ số 3-1. Declan Rice. Một tình huống dứt điểm. Đó là cơ hội phản công bị bỏ lỡ quá đáng tiếc. Andrei Shevchenko. Đó là tình huống mất bóng. Declan Rice. Andrei Shevchenko. Đó là tình huống phản công. Đó chính xác là một cú sút. Anh ấy đã tung ra cú sút, bóng đi trúng cột dọc, rất đáng tiếc. Thomas Lema. Malaysia. Anh ấy đã ngăn chặn kịp thời. Ian Rush. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Đó là pha cứu thua tốt từ tình huống dứt điểm rất hiểm hóc. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Đó là cú sút. Pha ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Bàn thắng đã tới với pha sút xoay đó. Một pha ghi bàn hoàn hảo. Anh ấy đã dứt điểm hoàn hảo sau pha phạt góc và bàn thắng là hoàn toàn xứng đáng. Vâng, tỷ số lúc này đang là 4-1. Theo Hernandez. Anh ấy đang ngăn chặn kịp thời. Một tình huống dứt điểm. Bàn thắng rút ngắn cách biệt. Đội bóng ấy đang nỗ lực trở lại. Bàn thắng đã tới với anh. Xứng đáng là một trận sút đẳng cấp. Vâng, tỷ số lúc này đang là 4-2.
Anh ấy đã thấy khoảng trống ở biên, đường truyền ra hai cánh. Bóng sút đã mở ra, cơ hội đến dứt điểm. Rất nhanh chóng, họ đã có bàn tiếp theo. Bàn thắng thật tuyệt vời, người đội trưởng đã lập công. Một hệ thống hoàn hảo, tất cả dường như được lập trình để tạo ra bàn thắng vừa rồi. Một cảnh tượng quá tuyệt vời, rất nhiều bàn thắng tính tới lúc này. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Sadio Mane. Richarlison. Một cú sút. Đó là tình huống dứt điểm tốt, nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Hãy chờ xem các cầu thủ sẽ làm được gì sau pha phạt góc rất quan trọng này. Richarlison. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Đó là sự trở lại khó tin. Họ đã bị dẫn 3 bàn và giờ đây họ đã gỡ hòa. Vâng, cuối cùng thì nỗ lực cũng đã được đền đáp. Bàn thắng gỡ hòa đến ở thời điểm cuối trận. Đó là bàn thắng đến từ tình huống phối hợp phạt góc rất nhuần nhuyễn. Paolo Maldini. Trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Tomori. David Beckham. Richarlison. Thomas Lemar. Anh ấy đã truy cản vô cùng kịp thời để giành lại quyền kiểm soát bóng. Đó là một tình huống.